Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là tôi là rảnh rỗi nên xin nông nổi, nên buồn quá, có chuyện gì làm, ngồi nói chuyện tào lao với quý vị chơi một chút nha. Thưa quý vị thường nghe người ta nói nhiều về xứ Mỹ đúng không? Mỹ number one, Mỹ đẹp, Mỹ giàu, Mỹ tuyệt vời, Mỹ là thiên đường. Nhưng thật sự có phải vậy hay không? Cái điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là chỗ là do cái xuất phát điểm của từng người và nhận thức của từng người mà thôi. Thì khi nào mà các bạn là phải sống ở xứ Mỹ, từng hoàn cảnh, từng trường hợp cụ thể nó sẽ khác nhau. Có người cho rằng là Mỹ là number one, Mỹ là số 1. Còn có nhiều người chửi rằng Mỹ là điểm cuối, Mỹ là khốn nạn, Mỹ đẹp nhưng mà chán, Mỹ không có tình người. Nếu như thì mình miễn bàn những cái chuyện mỗi người mỗi quan niệm và mỗi hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai hết. Nhưng vấn đề nó sẽ giống nhau ở những điểm chung thế này. Quý vị, cái video này tôi làm ra với một mục đích duy nhất thôi, là chia sẻ những cái gì mà mắt thấy, tai nghe và bản thân mình là đã biết về nó, hiểu về nó và trải nghiệm nó bằng chính cái cá nhân của mình, phải nếm thử rồi mới nói được. Thì từ từ tôi sẽ chia sẻ hết những vấn đề đầu tiên ngày hôm nay đó. Tôi sẽ nói với quý vị về vấn đề là xe hơi đấy, vậy không? Xe hơi này, xe hơi ở Mỹ này á, mua chiếc xe hơi không có khó, hoàn toàn không có khó. Có nhiều cách mua đó. Một là chúng ta bỏ tiền mặt, hai là chúng ta sẽ mua trả góp, rất là dễ có xe hơi. Và ở Việt Nam mình có gì thấy là khi mà một ai đó có xe hơi nó chạy vèo vèo á, rồi giàu quá, anh đó giàu quá, anh đó sướng quá, đẳng cấp quá. Xe hơi là một cái gì đó, là một cái tài sản, một cái gì đó, cái thước đo về giá trị giàu có. Nhưng mà ở Mỹ không có rồi. Mỹ này xe hơi bằng có 30 giây thôi. Và nó y như cái xe Honda của mình cũng khác vậy. Nó là cái phương tiện để đi lại, ai cũng có xe hơi. Nó khác nhau chăng là người là xe mắc tiền, người xe rẻ tiền, xe đẹp xe xấu. Nhưng mà hết thực chất mà nói đẹp xấu chả là cái gì, vấn đề là cái xe nó có an toàn hay không. Lúc mới qua thì chưa có việc làm thì cũng chẳng mua được đâu, không có việc làm thì ai cho bạn trả góp mà mua xe, phải bỏ tiền túi ra mua thôi. Thì thứ hai á, muốn có nhà phải không? Không có việc làm ổn định đi chừng 2 năm thay thế đàng hoàng, có tiền đau khoảng chừng này là 40 ngàn, dứt cái nhà vô khoảng 100 mấy 200 ngàn đô, trả vòng 30 năm tiền vốn cộng tiền lãi trong 30 năm, dùng mượn 100 ngàn thì sau 30 năm có thể lên 250 300 ngàn rồi. Thế là tiền vốn cộng là 300 ngàn. Vấn đề thứ hai mình sẽ nói đó là nói về cái việc là cái bằng kỹ sư, bằng bác sĩ, nói chung là những bằng cấp ở Việt Nam qua bên Mỹ này có xài được hay không, hay là bước đi. Thì hôm nay mình chia sẻ chuyện vấn đề đó, đáng lẽ mình nói sau nhưng bây giờ mình sẽ nói đây. Thưa các bạn, dù cho bạn là bác sĩ, kỹ sư, vân vân thứ nha, lớp 12 cũng vậy thôi, cầm cái bằng nó qua bên đây thì cái việc đầu tiên á là bạn đem cái bằng đó bạn đi xin việc á, thì chắc chắn là các cái nơi nó nhận á, thì nó sẽ nói rằng á, là nó cần yêu cầu cái license ở Mỹ, chỉ vậy thôi. Mà cái đó cái license của nước mình á, thì nó nói rằng á, là nó không biết. Còn những cái trường đại học và người Mỹ họ không có nói là họ không công nhận cái bằng của mình, mà họ chỉ yêu cầu mình đó là gì, là phải đi kiểm tra kiến thức lại để chi, để có thể chuyển đổi từng phần hoặc chuyển đổi hết gì đó. Mà khi mà mình làm những bài test đàng hoàng nghiêm chỉnh và mình phát qua được hết thì người ta sẽ cấp bằng cho mình đó. Còn vấn đề cái bằng lớp 12 là ok rồi, qua đây apply vô trong trường đại học xin thi đàng hoàng, đậu hết tất cả thứ rồi đi học bình thường, đi vô học đại học như những người khác, không có gì là không có giá trị hết. Còn lớp 12 vẫn có giá trị như thường, chứ đừng nói lớp 12 không có giá trị. Còn bằng bác sĩ, kỹ sư là phải như vậy. Và thật sự mà nói, tôi đi rất rất nhiều nơi và tôi gặp rất nhiều người rồi, và họ có ý chí ghê lắm. Những người Việt mình có ý chí ghê lắm, và đặc biệt là những người có trí thức á, họ ý chí ghê lắm. Tất cả qua giai đoạn ban đầu,
đều xuất phát điểm giống nhau, chấp nhận đi làm. Bản thân tôi cũng vậy thôi, đi rửa chén vẫn đi nha, đi làm hãng mang nói xin lỗi, làm hãng là gì, làm cu ly thôi, đứng gãy chân đứng trong dây chuyền làm cũng phải đi. Dạ xin lỗi, đi làm neo vẫn phải đi. Tôi là cái thằng đứng hãng nè, rửa chén nè, làm neo đủ hết rồi. Nhưng mà nếu mà mình không vượt qua được điều đó thì mình chôn cuộc đời mình vô cái đó luôn, chắc ai được các bạn. Tại sao chúng ta có cái đầu nè, chúng ta có kiến thức nè, chúng ta chỉ thiếu cái ý chí nè, thì chúng ta hãy vô trường đại học không? Và những người đi trước như bọn tôi nè sẽ chỉ dẫn các bạn điều đó, làm sao để đi học được mình bằng nhiều cách lắm. Không có tiền mượn tiền ha, và mình chiến đấu cái cuộc sống của Mỹ này, chiến đấu cơm áo gạo tiền, chiến đấu vi vọng xong thì mình phải đi học để nâng mình lên. Còn không thì xin lỗi cho có những người ở Mỹ này bao nhiêu năm, 20 năm, 30 năm gì đó mà không vươn lên đó, thì vẫn cứ thế thôi, không khá được. Cho nên mình đã quay xác định rõ là mình muốn cái gì. Bởi tôi nói đầu tiên xuất phát điểm của mình, thứ hai là mình muốn cái gì nha. Và nhắc một lần nữa, cái bằng cấp bên Mỹ này tạm thời thôi, tạm thời là chúng ta không được xem như là cái license mà người Mỹ họ chấp nhận. Nhưng mà trong tương lai nếu chúng ta cố gắng ra với trí thì chúng ta sẽ đạt được tất cả. Và xin thưa rằng cái bằng là cái bằng, còn kiến thức là kiến thức, hai khác nhau. Chúng ta đã có kiến thức thì qua đây chúng ta chỉ cần học lại để chi, để mà hợp thức quá cái bằng thôi. Chỉ sợ người nào mà học giả đó, bằng giả học giả thì qua đây mới sợ đấy, còn học thiệt thì qua sợ cái quái gì. Xin lỗi, nó dễ đâu có gì hết trơn. Qua học đàng hoàng thi cử, và xin lỗi nha, người Việt Nam mình cái chỉ số thông minh cao lắm. Chỉ có điều là tại vì mình không có tính đoàn kết, thì chủ nghĩa cá nhân mình cao nên mình khó thành công so với người khác thôi. Cái thật ra đó là cái mà tôi muốn nói điều đó, là qua Mỹ này nếu chịu khó trong thời gian khoảng cỡ 6 tháng đến 1 năm và tối đa là 2 năm thì mình gói ghém hết những cái chuyện cơm, áo, gạo, tiền, và mình bớt cái tham đi. Đừng có tham vọng nhiều quá, đừng có ham muốn vật chất nhiều quá thì ít nợ. Và cái đầu tư khôn ngoan nhất á, hãy mượn nợ, mà nợ gì? Nợ đi học, mượn loan đi học, thì cái đó trong tương lai đó là chúng ta sẽ thu vốn lại dễ hơn, và chúng ta đầu tư đó là đầu tư khôn ngoan nhất. Còn qua đây xin lỗi á, để cài như con trâu như tôi nói hôm qua đó, thì cái đó là mình uổng phí cái chuyện mình đi Mỹ đi. Và xin thưa là một điều nha, tôi không có cổ xí cho cái việc đó là đi Mỹ, mà tôi cũng không có ngăn cản ai đi Mỹ. Và tôi không có ca ngợi nước Mỹ là tuyệt vời, mà tôi cũng chẳng có nói Việt Nam là tuyệt vời, mà tôi cũng chẳng coi thường những người sống Việt Nam, mà tôi cũng chẳng có coi thường những người sống ở Mỹ. Mà ở quan điểm gọi là khách quan, tôi nói những điều cho mỗi người tự suy nghĩ và mọi người chọn được của mình đi. Còn các bạn muốn thắc mắc những vấn đề gì, tôi có thể chia sẻ bằng những cái kiến thức mình có. Chẳng hạn như kiếm việc làm làm sao, thi cử neo làm sao, học lái xe như thế nào, apply đi xin financial ở trường như thế nào nha, nhiều thứ lắm tôi biết đâu là chị đấy. Khai thuế làm sao, mua nhà làm sao, tôi chỉ cho, tôi biết hết á. Mà dù tôi biết ở đâu là chị tới đó, chứ không phải gọi là tuyệt vời những người khác đâu. Nhưng mà ít ra thì nữa thì cũng là cái chỉ thiệt chứ không phải là chỉ điểu. Đó thì cái video hôm nay tôi chia sẻ đơn giản thôi, là vấn đề đi học đó, vậy thôi. Còn cái chuyện mà học ở Mỹ tuyệt vời hơn học ở Việt Nam, hay là cái nền giáo dục tuyệt vời hay không á, thì tự bạn trải nghiệm đó. Có thể tôi nói tuyệt vời nhưng bạn nói không tuyệt vời thì sao? Mỗi người một quan điểm. Ai ăn thì người đó mới cảm thấy ngon, mặn ngọt khác nhau làm sao nói được. Còn tất cả những người khác người ta nói đó chẳng qua là tham khảo cho nó vui thôi. Và bản thân mình mới là người hiểu nhất. Và xin thưa nha, video này tôi chỉ làm và dành riêng cho những đối tượng là những người bạn bè của tôi, người nhà của tôi, anh em của tôi, và những người quan tâm tới cái chuyện là sẽ định cư ở Mỹ